Mày im mẹ cái mồm đấy, tao ra đường có lý do chính đáng. Mày im mẹ cái mồm đấy, tao ra đường có lý do chính đáng. Chớn hả? Tụi bay ý tụi bay không thuộc phạm vi điều chỉnh của chỉ thị 16 đúng không? Thực ra tụi bay ra đường là chỉ có đại tiện với tiểu tiện thôi, chứ đâu có công việc gì khẩn thiết cấp bách. Tao sẽ xin ý kiến lãnh đạo đưa tụi bay vô phạm vi điều chỉnh của chỉ thị 16 2 cộng cho tụi bay biết thật.